Thì chào tất cả các em sinh thân mến nha. Trong cái bài giảng này thì thầy sẽ ôn tập lại cho em một cái bài cực kỳ quan trọng trong chương trình 10, đó bài hệ thức lượng trong tam giác. À, bài này thì còn sử dụng nhiều trong cái phần lớp 11 và lớp 12 á. Nó giúp cho chúng ta tính toán dễ dàng hơn về các yếu tố trong tam giác. Và trước tiên chúng ta sẽ điểm qua những cái nội dung tóm tắt vào những cái nội dung quan trọng về lý thuyết trong cái bài này mà các em cần nắm trước ha. À, về lý thuyết thì thầy nghĩ các em cần phải nắm kỹ, thứ nhất là định lý cosin, định lý cosin. Cái này thì đa phần chúng ta đã học rồi trên lớp rồi, nhưng mà thầy sẽ tóm tắt lại kỹ cho các em luôn, cũng như tập cho các em cái cách để chúng ta hệ thống lại theo từng cái bài học. Cho chúng ta tam giác ABC, cho tam giác ABC bất kỳ, và để cho tiện trình bày đó thì người ta sẽ ký hiệu cái cạnh đối diện với đỉnh A là cạnh A, đối diện với đỉnh B là cạnh B, đối diện với đỉnh C là cạnh C. Ở đây chúng ta phát biểu cái định lý này như sau: là A bình phương, tức là bình phương cái cạnh BC, A bình phương nó sẽ bằng B bình phương cộng C bình phương trừ cho 2BC nhân với cos của góc A. Rồi B bình phương thì bằng C bình phương cộng với A bình phương trừ 2AC nhân cos của góc B. Và C bình phương thì bằng A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB nhân cos của góc C. À, đây là cái định lý cosin, nó cho phép chúng ta tính cái độ dài một cạnh của tam giác khi biết hai cạnh của một góc xen giữa. Từ cái định lý cosin này, dễ dàng các em sẽ suy ra được cái hệ quả của nó. Cái hệ quả là chúng ta sử dụng khi mà chúng ta cần tính cái góc trong tam giác khi biết độ dài ba cạnh của nó. Hệ quả, chúng ta có cos của góc A từ cái phương trình đầu tiên này ha. Chúng ta sẽ có cos của góc A. Để tìm cos góc A thì ta sẽ có cos góc A chuyển vào vế thôi. Thì ta sẽ được là bằng B bình phương cộng với C bình phương trừ cho A bình phương chia cho chỗ này chia cho 2 lần BC. Rồi tương tự như thế thì chúng ta cũng có cos của cái góc B ấy, thì nó sẽ bằng là A bình phương cộng C bình phương trừ cho B bình phương rồi chia cho 2 lần AC. Rồi cos của góc C thì nó sẽ bằng A bình phương cộng B bình phương trừ cho C bình phương chia cho 2 lần AB. Ở đây thì hướng dẫn cho các em cái cách để chúng ta hệ thống sau khi chúng ta học qua một bài rồi đó, thì ta hệ thống lại cái bài học bằng cách là chúng ta ghi lại hai cái nội dung. Thứ nhất là về cái bài học đó, lý thuyết chúng ta cần nắm là gì, chúng ta tóm tắt lại, và các cái dạng toán chúng ta cần rèn luyện trong mỗi bài học đó là gì ha, chúng ta tập hệ thống là như thế này. Rồi hệ quả, còn mấy cái này thì đứng chứng minh theo có chứng minh trên lớp rồi, ở đây thầy chỉ hệ thống nhanh là phần lý thuyết thôi. Chúng ta nắm phần thứ nhất là định lý cosin, thứ hai là hệ quả, và cái thứ ba đó là cái thứ hai đó là cái định lý sin. Định lý sin, định lý sin này thì chứng minh cũng khá nhẹ nhàng thôi. Ở lớp 9 thì chúng ta đã chứng minh được cái này rồi. Đó là A chia cho sin của góc A thì nó sẽ bằng B chia cho sin của góc B bằng C chia cho sin của góc C và bằng 2R. Trong đó R là bán kính của cái đường tròn. R là bán kính của cái đường tròn ngoại tiếp. R là bán kính của đường tròn ngoại tiếp. Rồi tiếp theo thì chúng ta cần nắm nữa là đó là cái định lý về độ dài đường trung tuyến. Thứ ba là độ dài đường trung tuyến. Độ dài đường trung tuyến. Rồi độ dài đường trung tuyến theo sách giáo khoa mới thì nó không trình bày, nhưng phần này chúng ta chứng minh nó cũng dễ thôi. Chúng ta chứng minh thêm cái này để chúng ta sử dụng luôn cho nó nhanh ha. Độ dài đường trung tuyến
Ở đây ta ký hiệu MA, MB và MC lần lượt là các cái đường trung tuyến, lần lượt là các cái đường trung tuyến kẻ từ A, B, C của cái tam giác ABC. Thì chúng ta sẽ có là MA bình phương. Ở đây thầy đóng khung, khoan đợi thầy tí xíu nha, thầy đóng khung cái công thức trên đây lại một thêm giờ cho nó rõ ràng. Rồi độ dài đường trung tuyến thì chúng ta nhớ là MA bình phương bằng 2 lần B bình phương cộng 2 lần C bình phương trừ A bình phương và chia cho 4. Rồi tương tự như thế ta có MB bình phương, cái chữ B ta viết ở dưới cái chân, MB bình phương bằng 2 lần A bình phương cộng 2 lần C bình phương trừ cho B bình phương và chia cho 4. Cũng khá là dễ nhớ là chúng ta học những lần hay lần ta thấy thì cái này nó cũng tương tự với nhau, ta nhìn để ý thì một hai lần người ta nhớ, ta hệ thống nó lại thành một cái tờ giấy dán ở góc học tập chúng ta dễ nhìn thấy đó. Rồi MC bình phương thì nó sẽ bằng 2 lần A bình phương cộng 2 lần B bình phương trừ C bình phương và chúng ta chia cho 4. À, còn gì nữa trong bài học này chúng ta còn gì cần nắm nữa nha. Rồi độ dài đường trung tuyến nè, lý sin độ dài đường trung tuyến và cái gì nữa, cuối cùng là cái diện tích tam giác. Diện tích tam giác diện tích tam giác thì chúng ta nắm năm cái công thức ở đây ha. Diện tích tam giác thứ nhất là ta có S bằng 1 phần 2 A nhân HA bằng 1 phần 2 B nhân HB bằng 1 phần 2 C nhân HC. Thật ra cái này nè, những cái công thức này thầy có soạn sẵn hết trơn rồi, đáng lẽ thầy chỉ gửi em thôi, không cần phải ghi thế này đâu. Nhưng mà thầy đang hướng dẫn em cái cách để các em hệ thống lại, các em phải tự tay các em ghi các em mới nhớ được, chứ còn em in ra em không nhớ được đâu. À, diện tích tam giác có 5 cái công thức này, các em hãy lấy viết ra hệ thống như thầy nè. Cái công thức thứ nhất là 1 phần 2 đường cao nhân với cạnh trái. HA, HB, HC là chiều cao kẻ từ A từ B và C ha. Và công thức số 2 là 1 phần 2 AB nhân với sin của góc C, tức là 1 phần 2 tích hai cạnh hai bên nhân cho sin của góc xen giữa và bằng 1 phần 2 BC nhân cho sin góc A, nó cũng bằng 1 phần 2 AC nhân cho sin của góc B, chữ C đó là C nhỏ. Cái công thức số 3 là diện tích tam giác là bằng A nhân B nhân C chia cho 4 lần R lớn. Rồi công thức số 4 đó là diện tích tam giác bằng B nhân R nhỏ. Ở đây B là nửa chu vi A cộng B cộng C chia 2. Còn R nhỏ là bán kính của cái đường tròn nội tiếp. Các cái công thức này chứng minh cũng dễ dàng thôi. Rồi cái cuối cùng đó là diện tích tam giác là bằng căn bậc 2 của B nhân với B trừ A nhân với B trừ B nhân với B trừ C. Rồi, đó là cái phần lý thuyết mà các em cần nắm trong cái bài hệ thức lượng của tam giác trước ha. Nắm vững các công thức này trước đi, rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua các cái dạng toán. Rồi, nắm vững trước thì ta chuyển qua dạng toán thì sẽ làm nó dễ dàng hơn. Còn chưa vững thì cũng từ cái dạng toán chúng ta sẽ càng vững hơn. Phần này nếu không thuộc công thức thì ta không làm được bài tập đâu ha. Rồi, ta đi qua tiếp các cái dạng toán em nhé. Ở các dạng toán thì dạng 1 và dạng 2 thì là các cái dạng tính toán thôi. Phần đó thì để cho các em tự làm trong cái đề cương nhé. À, chúng ta nói qua tiếp cái dạng số 3 là chứng minh các đẳng thức. Ở đây người ta cho tam giác ABC thỏa mãn một nhóm các điều kiện nào đó và chứng minh đẳng thức mà đề bài yêu cầu. Thì đối với cái dạng toán này nó khá đơn giản em. Em chỉ cần nắm vững các cái công thức và coi coi trong cái từng bài toán đó chúng ta sử dụng cái công thức nào ở phía trước là được rồi.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái ví dụ số 1, đây là câu số 27 trong cái tài liệu mà thầy có gửi cho nhóm. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu A nhé. Đề bài cho cái tam giác ABC có B cộng C bằng 2A. Ở đây người ta quy ước B là cái cạnh đối diện với cái đỉnh B nha. Còn C là cạnh đối diện với đỉnh C, A là cạnh đối diện với đỉnh A. Ở đây chúng ta vẽ mang tính chất minh họa thôi. Thật ra thì không vẽ cũng giải được bài này. ABC đối diện với A ký hiệu là đỉnh A, đối diện với đỉnh A ký hiệu là cạnh A. Rồi. Câu A là đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh sin của B cộng với sin của C bằng 2 lần sin của A. Rồi. Đề đã cho chúng ta là cạnh B cộng cạnh C bằng 2A rồi ha. Thì ở đây cho sin thì em nhớ là cái công thức sin nó như nằm ở đâu? Nó nằm ở cái định lý sin hoặc nằm ở công thức cái diện tích tam giác thôi. Ngay lập tức chúng ta nhớ đến cái định lý sin hoặc là cái diện tích tam giác đây ha. Ở đây chúng ta sử dụng cái định lý sin nè. À, theo cái định lý sin hay là từ cái định lý sin thì ta có từ định lý sin thì lúc này chúng ta có này a chia cho sin của góc A thì nó bằng 2r. Rồi b chia cho sin của góc B bằng 2r luôn. Và tương tự c chia cho sin của góc C cũng bằng 2r ha. C chia cho sin góc C bằng 2r. Thế thì từ đây thầy sẽ suy ra được là sin A, tại vì trong cái đẳng thức mà người ta yêu cầu mình chứng minh đó nó có sin B, sin A, thì từ đây thầy sẽ suy ra sin A thì nó sẽ bằng A chia cho 2R. Từ đây thầy suy ra hay tương đương cũng được. Sin B thì nó sẽ bằng là B chia cho 2R. Rồi chỗ này tương đương. Sin của C thì nó sẽ bằng C chia cho 2R. Vậy lúc này là cái đẳng thức mà đề bài yêu cầu mình chứng minh đó, nó sẽ tương đương cái sau này nè, chúng ta biến đổi đưa về cái đẳng thức đúng, sau này sẽ tương đương sin B thì thay thế là B chia cho 2R, sin C thay thế là C chia cho 2R, và sin A thì thay thế là sin A chia cho 2R. Đến đây 2R chúng ta nhân cả hai vế cho 2R, ta lược bỏ đi ha. Đây tương đương là ta được là rút gọn 2R đi thì được là B cộng C bằng 2A. Rồi. Này là giả thiết đã cho ha. Đúng với giả thiết. Chúng ta có điều phải chứng minh là đề đã cho chúng ta là B cộng C bằng 2A rồi, đúng không? Chúng ta biến đổi tương đương đưa về cái đẳng thức mà đề cho là xong rồi. Đưa về đẳng thức đúng. À, khá là đơn giản. Chúng ta qua tiếp câu B. Câu B là đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh. Câu B là chứng minh 2 chia cho HA. 2 chia cho HA thì nó bằng 1 chia HB cộng với 1 chia HC. HA, B, HC là chiều cao kẻ từ A, từ B, từ C các em nhé. HA, HB, HC nó chỉ nằm trong công thức diện tích tam giác thôi đúng không? Nên chúng ta có là S bằng 1 phần 2 A nhân HA, và nó cũng bằng là 1 phần 2 B nhân với HB, và S nó cũng bằng 1 phần 2 C nhân HC. Từ đây thì suy ra từng tương đương từng dòng một thì sẽ có được là gì? Thì chuyển qua là 1 phần HA đúng không? Đây là 1 phần HA, 1 phần HB thì chuyển qua là 1 phần HA thì nó sẽ bằng là A chia 2S ha. Rồi chỗ này tương đương với 1 phần HB thì sẽ bằng là B chia 2S. Thầy cần tính ra 1 phần HE, 1 phần HB, 1 phần HC nó bằng gì để thế vào cái chỗ hai sao này ha. Rồi chỗ này tương đương 1 phần HC thì nó sẽ bằng C chia cho 2S. Lúc này thầy thay vào cái chỗ hai sao đó thì hai sao nó sẽ tương đương, thì cố gắng biến đổi tương đương đưa về cái đẳng thức đúng.
2 chia HA tức là 2 nhân với A chia cho 2S. Rồi tương đương với này là 1 chia HB, 1 chia HB là B chia cho 2S cộng với 1 chia HC là C chia cho 2S. C chia 2S. Chúng ta nhân cả hai vế của đẳng thức này cho 2S ha. Chúng ta rút gọn đi tương đương với còn lại là 2A bằng B cộng C, thì cái này đúng với cái giả thuyết mà đề bài cho. Chúng ta có điều phải chứng minh. Xong rồi, để nó cho chúng ta này. Thật ra chúng ta có thể đi theo chiều từ đây biến đổi về đây cũng được, nhưng mà nó mất công phải đi theo chiều ngược lại. Ta đi theo chiều thuận thì dễ hơn, biến đổi tương đương từ đây đưa về cái đẳng thức mà đề cho là được. Rồi, chúng ta xong cái ví dụ số 1 là cái câu số 27 trong cái đề cương thì gửi cho các em nhé. Chúng ta qua tiếp ví dụ số 2 các em nhé. À, ví dụ số 2 là đề bài cho tam giác ABC và yêu cầu chứng minh các cái đẳng thức ở phía sau. Để cho cái việc học hiệu quả, ôn tập hiệu quả thì đề nghị các em hãy dừng video lại, giải các cái bài này trước đi, tự giải trước đi ha. Rồi sau đó hãy xem cái video của thầy để kiểm tra cái thầy trò mình có trùng khớp cái ý với nhau không á. Có thể một bài toán nó có nhiều cái lời giải chừng đó. Có thể chúng ta sẽ giải trình bày lời giải khác nhau không sao cả ha, miễn làm sao chúng ta đi đến cái kết quả cuối cùng là được. Để bài câu chứng minh câu A là chứng minh diện tích tam giác bằng 2R bình phương nhân với sin của góc A nhân với sin của góc B nhân với sin của góc C. Thầy chỉ cần đưa cái đẳng thức cần chứng minh về cái đẳng thức đúng là xong nha. Rồi sin A thì chúng ta nhớ cái định lý sin đó. Từ cái định lý sin thì chúng ta nhớ là sin A bằng A chia 2R đúng không? Ở cái ví dụ 1 chúng ta đã làm rồi nên đây thầy sẽ làm nhanh luôn ha. Là ta có là sin A thì sẽ bằng A chia cho 2R. Sin B thì bằng B chia 2R. Là từ cái định lý sin đó, các em biến đổi qua đây nhìn thầy cái nha. Còn sin C thì bằng C chia cho 2R. Do đó mà từ cái sau này nè, nó sẽ tương đương, đằng sau này cần chứng minh đó, tương đương với S bằng 2R bình phương. Sin A thì thế là A chia cho 2R. Sin B thì thế là B chia cho 2R. Và sin C thì thế là C chia cho 2R. Rồi, đến đây thì chúng ta rút gọn 2R bình phương này. 2R bình phương rút gọn đi ha. Thì dưới mẫu sẽ còn lại là 4R trên tử là A nhân B nhân C chia cho 4R. Thì cái này đúng ha. Đây là cái công thức tính diện tích tam giác đúng. Từ cái đẳng thức cần chứng minh chúng ta biến đổi tương đương đưa về đẳng thức đúng, tức là cái đẳng thức cần chứng minh đã đúng ha. Mấy bài này thì nghĩ ta biến đổi tương đương cho đơn giản, đỡ suy nghĩ nhiều. Các em cứ dựa vào cái công thức rồi viết ra biến đổi tương đương tự động nó đúng, hết sức tự nhiên luôn. Có thể là lúc đầu chúng ta chưa biết sử dụng công thức nào, thực ra thì nó chỉ có vài công thức thôi à. Sin A thì ta nhớ nằm trong định lý sin diện tích tam giác là hết rồi ha. Đến câu B. Câu B là đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh cạnh A thì bằng là C nhân cos C cộng với B nhân cos của góc B. Rồi, hình như thầy ghi sai. A là bằng B nhân cos C và cộng C nhân cos B. Ở đây để chứng minh cái đẳng thức này thì ở đây nó xuất hiện, trong cái đẳng thức này nó xuất hiện cái cos của góc B với cos góc C đó. Thì các em chỉ cần nhớ cos góc B góc C thì nó nằm trong cái hệ quả thôi, không? Nhớ lại nè. Cos của góc C thì nó bằng là A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương chia cho 2 lần AB. Còn cos của góc B thì nó sẽ bằng A bình phương cộng C bình phương trừ B bình phương chia cho 2AC. Do đó cái đẳng thức mà cần chứng minh chỗ này, thì đặt đẳng thức này B đi. Sao hồi nó không chỗ ghi B. B này sẽ tương đương với A bằng B cos C thì thay thế là A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương chia cho 2AB. Rồi cộng với C nhân cos góc B. Cos góc B thì ta thấy là A bình phương cộng cho B bình phương trừ A bình phương cộng C bình phương
trừ b bình phương chia cho 2ac. Rồi, cái vế bên phải chúng ta rút gọn chỗ này, có b với b gia đình ta rút gọn ha. C với C cho em ta rút gọn đi. Vậy là mẫu chung ở vế bên phải là 2A. Bên phải mẫu chung là 2A, đây A thì ghi lại đi. Còn không thể quy động lên nha. Mẫu chung là 2A thì nhân cả hai vế cho 2A ha. Thì vế bên tay phải thì sẽ được là hai vế bên tay trái thì được 2A bình phương ha. Là thì nhân 2A cả hai vế. Vế bên tay trái chúng ta được 2A bình phương. Còn bên phải thì chúng ta mẫu chung là 2A, ta quy động lên bỏ mẫu 2A đó, thì ta sẽ được là A bình phương cộng với B bình phương trừ C bình phương cộng A bình phương cộng C bình phương trừ B bình phương. Rồi, vế bên trái là 2A bình phương ta viết lại. Vế bên phải ta tính gọn lại B bình phương trừ B bình phương hết, C bình phương trừ C bình phương cộng với C bình phương hết rồi. Còn lại A bình phương cộng A bình phương là 2A bình phương. Tới đây là nó đã đúng hoặc là quá đúng. Được không? Đúng rồi, chúng ta có thì phải chứng minh nhé. Rồi, mấy cái bài này có phải là chúng ta cứ làm tự nhiên đúng không? Ta thế công thức vô, tự nó ra kết quả, tự nó ra một cái đẳng thức đúng thôi. Rồi, câu C thì có vẻ là hơi dài tí xíu hả? Tan A nè. Tan A, câu C. À, chứng minh rằng tan của góc A chia cho tan của góc B thì nó sẽ bằng với C bình cộng A bình trừ B bình chia cho C bình cộng B bình trừ A bình. Rồi, tan thì đâu có công thức nào đâu ta, đúng không? Tan thì công thức nào hết tan thì nó bằng là sin chia cos đúng không? Giờ thì có là cos của góc A này. Cos góc A thì bằng B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương chia cho 2 lần BC. Rồi, còn cos của góc B thì nó sẽ bằng là cos của góc B thì nó sẽ bằng gì? À, A bình phương cộng với C bình phương trừ B bình phương chia cho 2AC. Rồi, tan A bằng sin A chia cos A đúng không? Tan A bằng sin A chia cos A. Vì sin A thì nằm trong công thức nào ta? Sin A thì nằm trong công thức là bằng 2A chia cho R nằm trong chỗ định lý sin ha. Rồi sin B thì bằng là B chia cho 2R. Lúc này thầy không biến đổi tương đương nhé. Bởi vì thầy chỉ biến đổi có cái tan A chia tan B thôi à. Nên ta ghi tương đương thì mất công quá. Thầy sẽ ghi cái vế bên tay trái thôi, thì biến đổi vế bên tay trái cho nó bằng vế phải. Còn em ghi tương đương cũng được, nhưng mất công ghi cái dòng bên đây, trong khi chúng ta không biến đổi cái dòng bên phải. Rồi bây giờ tan A nè, tan A thì thầy ghi là thành là sin A chia cos A ha. Còn tan B là sin B chia cos B, tức là cos B chia sin B. Chia thì bằng nhân nghịch đảo nha. Chia là bằng nhân nghịch đảo. Thế đây em thấy vô nè. Sin A thì thế là A 2A, A chia 2R chứ. Đây thì ghi sai rồi. Ghi nhầm nè. Sin A bằng A chia cho 2R. Vậy là chỗ này A chia cho 2R. Rồi sin A chia cos của góc A. Chia là bằng nhân nghịch đảo. Cos góc A là cái này nè. Chia là các em nhớ mình nhân nghịch đảo chứ đừng ghi phần phần khó nhìn lắm. Tức là 2BC chia cho gì? Chia cho B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương. Rồi cos gốc B, cos B đâu? Cos B bên này. Cos gốc B là A bình phương cộng C bình phương trừ B bình phương chia cho 2AC. Dấu nhân hết các em nhé. Sin B là B chia 2R. Nhưng mà do chia cho sin B nên các em nghịch đảo lại là 2R chia B. Phần còn lại của em là rút gọn thôi, tất cả là dấu nhân hết á. 2R rút gọn với 2R hết nè. A đây rút gọn với A đây hết nè. Rồi 2BC đây thì rút gọn với B với C hết rồi ha. Thì trên tử chỉ còn lại là trên tử sẽ còn là A bình phương cộng C bình phương trừ B bình phương. Ở dưới mẫu còn lại là B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương bằng vế bên phải mà chúng ta có điều phải chứng minh ha. Rồi xong câu C các em nhé. Để các em quan sát mấy câu này các em chỉ cần một cái kỹ năng tính toán cho nó thật là tốt. Và
Còn cái việc mà công thức thì cũng không khó đâu, tôi nghĩ chừng vài ngày học chừng vài bữa là các em nhớ ngay những công thức này ha. Rồi, đó là xong câu C. Thì rồi chúng ta qua tiếp câu D. Thì cắt nó xuống đi cho dễ nhìn. Câu D ha, thì giờ xuống đây. Câu D là đề bài yêu cầu chúng ta chứng minh C bình phương bằng A trừ B tất cả bình phương cộng với 4S chia cho nhân với 1 trừ cos gốc C. Rồi, chỗ này chia cho sin C. Rồi, cho nên chúng ta biến đổi tương đương là được rồi. À. Ở đây các em thấy có xuất hiện gốc S nè, có xuất hiện diện tích tam giác nè. Xin lỗi nha, hơi nhầm, có xuất hiện diện tích tam giác thì sin C có C ha. Thì có cái sin C đây với mẫu mà có S á. Thầy muốn triệt tiêu giữa hai này với nhau nè, diện tích thì thầy sẽ sử dụng thức là gì? Diện tích tam giác á thì nó sẽ bằng 1 phần 2 tích hai cạnh hai bên là A nhân với B rồi nhân với sin C. Thầy nghĩ đến công thức này là bởi vì dưới đây có mẫu là sin C nè, 1 phần 2 tích hai cạnh hai bên nhân với sin gốc sin giữa đó. Lúc đó thầy đã rút gọn được cái chữ sin C rồi, nó nhẹ đó ha. Còn cos của C thì chỉ có công thức là cos gốc C thì nó sẽ bằng là A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương chia cho hai lần AB. Vậy thì cái câu D này, đẳng thức D này nó sẽ tương đương C bình phương với bên trái viết lại, chỗ này A trừ B tất cả bình phương viết lại cộng cho 4S. S lúc này thì thế là 1 phần 2 A nhân B nhân cho sin của gốc C rồi nhân với 1 trừ cos gốc C viết lại đi, chia cho sin C. Rồi đến đây thì các em rút gọn sin C đi các em nhé. Đây, rút gọn sin C nè, sin C rồi. Vậy là bên vế bên tay trái thì C bình phương ta viết lại, A trừ B tất cả bình phương ta viết lại. Rồi 4 rút gọn với 2 đi, còn là 2AB ha. Nhân với 1 trừ cos gốc C là bằng gì các em? Chúng ta ghi trên kìa, là bằng A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương chia cho hai lần AB. Rồi đến đây các em nhân phân phối 2AB vào và khai triển thức này ra được là A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB. Rồi chỗ phía sau là các em chỉ cần nhân phân phối vào đây thôi ha, 2AB các em nhân vào thì 2AB nhân với 1 là ra 2AB. Rồi 2AB mà đem nhân với cái phía sau thì rút gọn 2AB rồi nhé. Thì lúc đó nó sẽ ra là còn trừ của biến thức kia thì chúng ta nhớ đổi dấu lại nha. Trừ của nguyên cả A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương. Rồi đến đây thì xong rồi, C bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB cộng 2AB hết, bỏ ngoặc thì chúng ta được là trừ A bình phương trừ B bình phương cộng C bình phương. Tức là chúng ta C được C bình phương bằng C bình phương. Thì này nó đúng hay là quá đúng? Đấy, thấy chưa? Mấy cái bài này chúng ta cứ làm bình thường thôi, cho nó khéo léo tí xíu là sẽ được hết mấy bài này ha. Đấy, không có khó quá ha. Chủ yếu là chúng ta tính toán cho nó chính xác là được. Lúc thầy làm nó cũng bị nhầm là do tính toán nó không chính xác. Rồi, xong câu C, xong cái câu câu D. Chúng ta qua tiếp câu E ha. Câu E này thì sách giáo khoa mới là không trình bày cái độ dài đường trung tuyến trong sách giáo khoa. Tuy nhiên thì cái công thức tính độ dài đường trung tuyến được cũng khá mạnh á, thì sử dụng khá nhiều. Nên là thầy có chứng minh cho các em rồi, các em sử dụng luôn nha. Đề bài yêu cầu chứng minh là ở câu E là 4 lần MA bình phương cộng MB bình phương cộng MC bình phương bằng 3A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương. Rồi, đề bài yêu cầu chứng minh nè. Khá đơn giản thôi. Thì cái bài này do cái vế bên tay phải các em đâu có biến đổi gì đâu. A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương biến đổi gì nữa giờ. Nên là các em có phải là chỉ biến đổi vế bên tay trái không? Tại sao có bài thì thầy ghi là tương đương, còn có bài thì thầy lại ghi vế trái thôi. Thầy để ý là cái bài nào mà thầy biến đổi cùng một lúc cả hai vế thì thầy sẽ ghi hai vế. Còn bên bài nào mà thầy chỉ ghi có biến đổi có một vế thôi thì ghi vế được rồi. Ở đây thầy biến đổi cái vế bên tay trái thôi nha.
Số 4 này thì ghi lại nè. Các em có nhớ công thức MA bình phương không? Thầy đã nhắc lại cái ở đầu bài giảng rồi đó. MA bình phương thì bằng 2B bình phương cộng 2C bình phương trừ A bình phương chia cho 4. MB bình phương bằng 2A bình phương cộng 2C bình phương trừ B bình phương chia 4. Rồi MC bình phương bằng 2A bình phương cộng 2B bình phương trừ C bình phương chia 4. Đến đây các em nhân cái số 4 này vô nha, thì sẽ rút gọn được cái số 4 ở dưới mẫu nè. 4 rút gọn hết rồi. Vậy vế bên tay trái sẽ còn lại là 2B bình phương cộng 2C bình phương trừ A bình phương cộng cho 2A bình phương cộng 2C bình phương trừ B bình phương cộng 2A bình phương cộng 2B bình phương trừ C bình phương. Rồi chúng ta tính theo thứ tự bảng chữ cái nhé. A cho này. Chúng ta cộng lại sẽ là 3A bình phương đúng không? Rồi vế bên trái nè, 3A bình phương. Xong rồi cộng chữ B thì cũng tương tự vậy, sẽ ra 3B bình phương và 3C bình phương. Chúng ta đặt số 3 ra làm thừa số chung thì bên trong còn lại là A cộng B cộng C rồi, bằng vế bên phải, và chúng ta có điều phải chứng minh các em nhé. Đó là xong câu E. Rồi bây giờ chúng ta qua tiếp câu F. Các em làm trước khi xem cái bài giảng của thầy nhé. Thì nhiều khi các em có thể có làm cách làm khác chừng, cách làm khác gọn hơn chừng. Thầy mấy bài này thầy muốn suy nghĩ cách nào cho nhanh nhé, thầy chỉ gắp công thức vô cho thôi, đỡ suy nghĩ cho chứ còn lại là tính toán cho chính xác. Rồi cái câu cuối cùng nghe tới S chứ hả. Chứng minh B bình phương trừ C bình phương bằng A nhân với B nhân với cos của góc C trừ C nhân với cos của góc B. Rồi cos A, cos B, cos góc B với cos C hả, thì nó chỉ nằm công thức nào ta? B bình phương, C bình phương thôi chứ. Hoặc là chúng ta biến đổi với bên tay trái được không? Với bên tay trái. Bên tay trái thì B bình phương. B bình phương thì ta sử dụng cái ở đây nè, có hai sự lựa chọn này, thầy đang phân vân là không biết là nên ghi cái công thức cos góc B ra với ghi công thức cos góc C ra, hay là sử dụng cái định lý cosine cho cái B bình phương với cái C bình phương. Đó các em làm thử coi, rồi coi cái con đường nào nó sẽ ngắn hơn ha. Có thể là chúng ta lựa chọn nè, cos góc B, cos góc C, ghi công thức nó ra, rồi xong rồi đưa nó về AB, xong chúng ta biến đổi cho nó hai vế nó bằng nhau được rồi. Hoặc là một cái hướng đi khác là vế bên tay trái là B bình phương thì ghi thành gì? Định lý cosine đó. B bình phương bằng A bình phương cộng với C bình phương trừ 2AC nhân với cos của góc B đúng không? Còn C bình phương thì bằng A bình phương cộng B bình phương trừ 2AB nhân với cos của góc gì? Cos góc C đúng không? Rồi bỏ cái dấu ngoặc ra. A bình phương cộng C bình phương trừ 2AC nhân cos của góc B, viết lại. Bỏ ngoặc đổi dấu từng cái số hạng bên trong. Được rồi, trừ A bình phương trừ B bình phương cộng 2AB nhân với cos của góc C. À làm này đẹp hơn em ơi. Tới đây thì các em thu gọn lại thì A bình phương, B bình phương thì bằng A bình phương cộng C bình phương, C bình phương thì bằng A phương cộng B bình phương. Rồi A bình phương trừ A bình phương hết rồi. Vậy còn lại C bình phương trừ B bình phương hết rồi. A bình phương vậy còn lại gì? C bình phương trừ B bình phương, còn kia là gì? Ủa sao nó kỳ ta? B bình phương thì bằng là, thì có thể ghi đúng chưa nhé? B bình phương thường thực hiện mấy bài giảng buổi tối hay gặp tình trạng này á. B bình phương thì bằng là A bình phương cộng C bình phương trừ 2AC nhân cos B, chính xác rồi đúng không? Sao nó vẫn còn lại B bình phương trừ C bình phương ta? C bình phương trừ B bình phương. Rồi còn lại cái phía sau là gì? Trừ, thì ghi ngược lên, 2AB nhân cos C. Rồi trừ 2AC nhân cos góc B. Sao bằng được cái vế bên tay sao nó bằng được cái vế bên tay trái ta?
Daily Girl Science đây. Tại vì nó còn vướng là cái C bình phương trừ B bình phương kìa. C bình phương trừ cho B bình phương. Nếu đây ta đặt 2A ra thì được là B nhân cos C. Rồi trừ cho C nhân cos B. À. Có khi nào thầy ghi sai đề không ta? Nè, coi lại coi. Thầy sợ là thầy không biết là lúc thầy đánh máy có bị sai đề không. Câu F. Câu này thì đơn giản thôi, chúng ta thế số vô là ra nè. Thế cái công thức vô là ra nè. B bình phương, coi lại cái đề nhé. B bình phương trừ C bình phương bằng A nhân với B nhân cos C. Rõ ràng tới đây nó còn bị vướng cái chỗ 2A nè, đúng không? Tới đây chúng ta dừng lại ha. Dừng lại cái cách này đi. Để thầy biến đổi cách số 2 đấy coi. Thầy nghi ngờ cái đề này bị sai quá. Tại vì tới đây nó còn vướng 2A này nữa mà, đúng không? Giờ thầy thử thử cái vế bên phải xem nè. Cái vế bên phải là A nè. Rồi B đây thì ghi lại nè. Cos gốc C thì bằng A bình phương cộng với B bình phương trừ cho C bình phương chia cho 2AB. Rồi cos của gốc trừ cho C nhân lại. Cos gốc B thì bằng A bình phương cộng C bình phương trừ cho B bình phương chia cho 2 lần AC. Rồi đến đây các em nhân phân phối chữ A vào cho từng cái số hạng bên trong đây, rút gọn chữ A đi ha. Rồi B rút gọn với B rồi. Với mẫu còn lại là B này rút gọn với B đây luôn. C này rút gọn C luôn. Vậy với mẫu còn lại 2 nhé. Thì cái vế bên tay phải chúng ta sẽ ra thế này. Là còn lại là mẫu chung là 2 đó. Vậy ta được A bình phương cộng B bình phương trừ C bình phương trừ cho A bình phương cộng cho C bình phương trừ B bình phương. Và tất cả chia cho 2. Rồi bỏ những ngoặc chúng ta tính gọn bên trong lại thì xem. Bỏ những ngoặc tính gọn bên trong lại thì ta sẽ được cái gì? A bình trừ A bình hết. Rồi B bình trừ trừ bình 2 lần B bình. Rồi trừ 2 lần C bình chia 2. Rồi rút gọn số 2 là B bình trừ C bình. Ủa? Bằng với phải ta, bằng với bên tay trái ta. Vậy là cái cách kia thì làm sai chỗ nào vậy? Cách 1 thì làm sai chỗ nào? B bình thì bằng A bình cộng C bình trừ 2 lần AC nhân cos B, đúng rồi. C bình thì vẫn không chịu. Tại sao cái cách này nó lại không ra được ta? Chúng ta coi lại ha. Đầu tiên chúng ta thấy cái cách số 2 là chúng ta biến đổi từ vế bên tay phải là xem như ổn rồi nhé. Thế thì chắc chắn là biến đổi bên cái vế bên tay trái nó cũng phải ra chứ. Thì không biết là thầy đã biến đổi sai chỗ nào đây người ta. Rồi B bình trừ C bình nó vẫn còn vướng cái biểu thức này. C bình trừ B bình rồi vế bên tay trái tức là C B bình trừ C bình thì vẫn này. À thầy hiểu rồi. Tại vì cái cách này chúng ta phải sử dụng giống như kiểu hoán vị vòng quanh á. Giống kiểu cái bài toán tri hồi á. Cái cách này làm theo kiểu tri hồi này là C bình B bình trừ C bình nè. Nên là thành ra là lúc này chúng ta thực hiện cái vế bên tay trái thì cái này nó vẫn làm được chứ. Nhưng mà lúc đó phải sử dụng lại cái B bình trừ C bình nữa. Tức là cái này nó chính là trừ của cái vế bên tay trái rồi chuyển qua được hai lần vế bên tay trái là đúng rồi. À, nói như thế biết em có hình dung được không? Là thầy đặt vế trái là B bình trừ C bình đúng không? Đây, thầy kéo này xuống nhé. Tưởng nó ra dễ lắm chứ. Thấy xuất phát từ cái vế bên tay trái thì nó dễ chịu hơn ai về đâu. Biến đổi tới đó thì còn chưa xử lý được. Chúng ta phải để ý giùm thầy như này nè. Giờ này ha, nhìn đây nha. Bây giờ vế bên tay trái của thầy là gì? Thì ghi chữ vế trái có phải là bằng B bình trừ C bình không? Vậy có nghĩa là
Nếu mà thầy gặp C bình á, trừ V trừ chữ B bình á, là đổi dấu lại sẽ phải là trừ với bên tay trái không? Đấy. Thì các em để ý giùm thầy cụm này nè. Đấy, cái này chính là gì? Nó phải là với bên tay trái thì ghi lại nè. Còn này chính là trừ với bên tay trái không? Cộng cho 2a nhân cho b nhân cho cos gốc c trừ cho c nhân cos gốc b. Tại sao mà cái cách kia thì đúng rồi, nên thầy có cái niềm tin là cách một cũng phải đúng thôi. Chuyển qua thì được 2 vế bên tay trái nó bằng 2a nhân cho b nhân với cos của góc c trừ cho c nhân với cos của góc b. Rồi đến đây chúng ta chia 2 vế cho 2 thì ta ra vế bên tay trái sẽ bằng a nhân với lại là b nhân với cos c nhân trừ cho c nhân với cos góc b. Làm cách này thì nó không được tự nhiên cho lắm này. Cái tưởng đâu nó tự nhiên từ đây này tưởng nó dễ chứ, nhưng mà hay về thì đến đây phải sử dụng lại cái gọi là tri hồi, cái phương pháp này gọi là tri hồi trong tích phân hay gặp lớp 12, gọi là tích phân tri hồi. Rồi, chúng ta đã qua được hai cái ví dụ rồi ha các em, thì nghĩ là các em đã có được cái kỹ năng có thể giải quyết tốt các bài toán này nếu như các em có làm lại trước khi xem bài giảng của thầy hoặc là mà kỹ. Các em làm qua thì em mới hiểu được, chứ còn các em không làm qua thì em không nhớ được đâu. Chúng ta dừng lại ví dụ số 2 đây các em nhé.